Quang Hải nói về bó hoa gây hiểu nhầm bắt cá hai tay, hẹn hò Huỳnh Anh, vẫn níu kéo Nhật Lê. Đây là lần thứ hai Quang Hải trực tiếp lên tiếng về chuyện tình cảm sau khi công khai hẹn hò Huỳnh Anh. Cách đây ít ngày, Quang Hải công khai hẹn hò Huỳnh Anh sau thời gian dài để fan đoán già đoán non. Tuy nhiên, cũng chính vì bức ảnh này mà người hâm mộ đã soi ra một chi tiết khá bất thường. Thay vì chúc phúc, cơn mưa lời trách cứ dội xuống trang cá nhân của cả hai người. Cụ thể, bức hình tình tứ xác nhận chủ quyền trên trang cá nhân Quang Hải, fan đã soi thấy bộ quần áo ấm áp của đôi tình nhân mới. Rõ ràng tuy mới công khai, nhưng ảnh này chắc chắn đã được chụp khi thời tiết còn lạnh, nên Huỳnh Anh mới mặc áo len cổ lọ, còn bạn trai mặc sweatshirt. Điều cư dân mạng cảm thấy khó chịu là sau thời gian chia tay Nhật Lê, Quang Hải bị đồn hẹn hò với rất nhiều cô gái xinh đẹp. Đầu tiên là Thảo My, rồi đến hot girl cao 1m52 Thanh Thủy, tiếp đó là cô chủ tiệm nai tên Huyền My. Nhưng đến ngày 8 tháng 3 vừa qua, fan của cặp đôi này vẫn thấy Quang Hải và Nhật Lê cùng nhau đi ăn, chàng còn tặng nàng bó hoa hồng cực lớn. Vậy mà chỉ thời gian ngắn trở lại đây, Quang Hải mới lộ bằng chứng hẹn hò với Huỳnh Anh, du học sinh Singapore. Và điểm đặc biệt, bức ảnh với người mới lại có vẻ khá gần với thời gian còn qua lại với Nhật Lê. Nhiều giả thuyết cho rằng anh chàng cầu thủ đã lăng nhăng, bắt cá nhiều tay, nên còn không tiếc lời chỉ trích cả hai trên trang cá nhân thay vì chúc phúc. Trước những ý kiến trái chiều, mới đây trên trang cá nhân, Quang Hải đã trực tiếp lên tiếng về chuyện này. Anh viết, một nửa sự thật thì không bao giờ là sự thật. Đôi khi tặng hoa là để bắt đầu một mối quan hệ, nhưng tặng hoa cũng có thể là cách chúng ta dành tặng sự trân trọng khi kết thúc một chặng đường đi cùng nhau. Hải tin rằng, tình cảm dù mới hay cũ, luôn là thứ đáng trân quý, nhưng nếu đã hết duyên thì cũng nên dừng lại và để cho nhau một khoảng trời riêng. Hải chưa từng làm điều gì có lỗi. Và Hải tin những người trong cuộc đều hiểu, mong mọi người cũng hiểu và tôn trọng quyết định của Hải. Ngay lập tức, bài đăng nhận được sự chú ý. Đây là lần thứ hai Quang Hải trực tiếp lên tiếng về chuyện tình cảm sau khi công khai hẹn hò Huỳnh Anh. Trước đó, Hải con từng rất gay gắt khi bị tố là người không chung thủy. Anh cho biết không quan tâm đến lời thiên hạ bàn tán, bởi cuộc sống là không cần phải giải thích.